bao giờ nói được được nha. Được. Tôi tên là Trần Dung Nhi, đến từ Pháp, Paris và sinh hoạt trong hội cách quyết niên Việt Nam tại Paris. Hôm nay tôi có mặt trước Liên Hiệp Quốc cùng với tất cả các đồng bào Việt Nam đến từ khắp Âu Châu để lên tiếng nói cho những người trong nước. Cứ 4 năm một lần có cuộc kiểm điểm về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thì chúng tôi kêu gọi vận động đồng bào ở khắp nơi đến có mặt để lên tiếng biểu tình trước Liên Hiệp Quốc tại Geneva. Mặc dù trời mưa rất là lớn, nhưng mà đồng bào ta cũng rất là kiên trì đứng cho tới cuối buổi biểu tình để mà nói lên cái thiện chí của người hải ngoại, tiếp nối tinh thần bất khuất của những anh em trẻ, những người dân chủ trong nước đã mạnh dạn lên tiếng vượt qua sợ hãi, và cũng đồng thời cho các người Việt Nam trong nước biết là họ không có cô đơn. Cảm ơn chị. Quá hay luôn.